Tiếp tục đến với trận chiến của Như Lai và Quỷ Sát. Sau khi Quỷ Sát sử dụng ra phệ hồn đao phủ trận, Như Lai liền bị ăn hành vào mặt. Cả đám Atula đang quan chiến nhìn thấy vậy vui mừng hô hào chiến thắng. Trong khi đó, về mặt Hồ Cơ vẫn bình tĩnh, Quỷ Sát cũng vô cùng đắc chí. Đáng tiếc là sự đắc chí này không kéo dài được quá lâu thì đã bị dập tắt. Phệ hồn đao phủ trận nhanh chóng bị hóa giải và bị vỡ nát. Toàn thân Như Lai sáng rực, vết thương trên tay nhanh chóng phục hồi. Như Lai không phủ nhận, thực lực của Quỷ Sát đúng là bất phàm. Làm cho hắn không thể không đem một phần sớm đã thu hồi triển lộ ra lần nữa. Quỷ Sát nghe vậy vẫn không chịu bỏ cuộc, có dễ dùa như thế nào đi chăng nữa cũng là phí công mà thôi. Nói rồi hắn tiếp tục cầm vũ khí lao tới định bổ Như Lai làm hai phần. Đối mặt với chiêu thức này, hắn chỉ cần dùng hai ngón tay đã ngăn cản được chủy thủ, đồng thời đẩy lùi đối thủ bay về phía sau. Không chịu bỏ cuộc, Quỷ Sát tiếp tục lao lên, Như Lai cũng thi triển ra bất diệt kim thân, sau đó vung nắm đấm khổng lồ về phía Quỷ Sát khiến tên kia bị đứng hình mất mấy giây. May mắn là Như Lai dừng công kích giữa chừng, nếu không tên kia có lẽ đã nằm xuống. Thứ Như Lai thu hồi là phẫn nộ, bởi vì nó sẽ tạo thành phá hoại không thể cứu vãn. Cũng may là đã có thể khống chế phẫn nộ mà không phải để phẫn nộ khống chế hắn. Hắn hy vọng trận chiến này dừng ở đây. Hành động nương tình này làm cho cả đám cũng kinh ngạc. Như Lai tiếp tục giảng giải, chính như hắn đã nói trước đó, chiến đấu không phải bị thương hay mất mạng, thắng bại có thể phân ra là dừng, tiếp tục hoặc có thể thay đổi. Thù hận cũng nên có một ngày được hòa giải. Thiên Thần và Atula vốn là đồng tộc, tuy rằng nguyên nhân lịch sử khiến cả hai trở thành kẻ địch. Vậy nhường các vị ở đây và hắn chưa từng gặp mặt, sao lại nói tới thù hận? Lời này làm cho Quỷ Sát thêm căm giận, thù hận của bọn hắn vốn không thể nào hóa giải được. Nói rồi Quỷ Sát liền động thủ, bổ thẳng vào đầu Như Lai và nhường bị ngăn lại. Người ra tay không ai khác chính là La Hầu. Nhìn thấy vương xuất hiện, cả đám bên trên lẫn bên dưới đều hô hào xử lý Như Lai. Tuy nhiên La Hầu lại có suy nghĩ khác, thiên giới Như Lai thắng được kháng nghị của Atula nghị hội. Hắn dùng thực lực và bản lĩnh thông qua khiêu chiến của ba vị đấu sĩ đỉnh cấp, cuộc đấu ngày hôm nay nên dừng ở đây. Nói tới đây, La Hầu cũng không quên quay sang phía hắn chào hỏi. Tuy La Hầu nhớ tình cũ vậy nhưng không có nghĩa rằng Như Lai có thể hỗ trợ. La Hầu trực tiếp nói thẳng âm mưu, Như Lai ở lại hội nghị khiêu chiến, lại lệnh cho Tôn Ngộ Không tới di tích đại chiến trộm kiếm. Sự thật được phơi bày, cả đám liền phẫn nộ, mà Như Lai thì ngay lập tức hỏi thăm tung tích của Tôn Ngộ Không. Nhớ lại trận chiến đó, từ sau khi La Hầu sử dụng tới thực lực chân chính, Tôn Ngộ Không liền bị đập cho ra bã không có sức phản kháng. Chỉ có điều con khỉ này quá lươn lẹo, điều này làm cho La Hầu cũng phải khâm phục. Một đao toàn lực của hắn lại bị đánh hụt. Trong nháy mắt biến ảo vô thường, pháp thuật của Tôn Ngộ Không quả thực khó mà nắm bắt, vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được yêu hồn của hắn. Rất nhanh Tôn Ngộ Không cũng hiện ra, hắn thu nhỏ mình lại rồi trèo lên người La Hầu. Cậu nghe Như Lai nói, Atula thiếu đốt đấu hồn sẽ một lòng tập trung chiến đấu. Vậy nhưng nếu quá tập trung ngược lại sẽ bỏ sót chi tiết. Cậu nhanh chóng sử dụng dao cắt lấy một chiếc đầu trên người La Hầu, sau đó tuyên bố chiến thắng. La Hầu vô cùng tức giận, vậy nhưng đã nói là phải giữ lời. Hắn cất hai thanh đao về chỗ cũ, sau đó tuyên bố để cho Tôn Ngộ Không rời đi. Cậu là một đối thủ rất tốt, đáng được lễ vật này. Hắn muốn cậu nhanh chóng cầm lấy thứ mình muốn rồi mau chóng lượn. Việc hắn muốn để cậu đi không có nghĩa là các đấu sĩ khác sẽ đồng ý. Tôn Ngộ Không nghe vậy liền không khách khí nữa, cậu trả lại chiếc đầu lâu, sau đó nhanh chân chạy tới thành kiếm. Đây chính là bội kiếm của Đề Thích Thiên, được cho là bảo vật quan trọng nhất của thiên giới. Tôn Ngộ Không thử nhấc kiếm lên vậy nhưng không được. Cuối cùng vẫn phải dùng ra sức lực mới có thể. Mới nhấc lên, chỗ thanh kiếm đã bạo phát ra luồng ánh sáng mạnh mẽ. Mặc dù nằm phơi gió mưa suốt 300 năm, vậy nhưng lại không dính chút bụi bặm nào, quả nhiên là kiếm lạ. Vừa lấy được kiếm cũng là lúc mấy tên đấu sĩ đuổi tới, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy quái lạ. Đám Atula này vừa thấy người ngoài là muốn đánh nhau, thật không hiểu nổi. Atula vương không lên tiếng ngăn cản. Hắn hy vọng cậu hãy cố gắng tu hành, chờ cậu trở nên mạnh mẽ hơn lại tới khiêu chiến. Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng mong chờ, lần sau nhất định sẽ phân ra cao thấp với hắn. Cho lại hiện tại, Như Lai không phủ nhận mục đích trộm kiếm của mình, thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào. Theo Như La Hầu biết, Như Lai đã bị trục xuất khỏi thiên giới, vậy thì tại sao lại muốn làm như vậy? Như Lai cảm thấy hổ thẹn, hành động lần này thực sự là bất đắc dĩ. Ngoài việc hắn làm không liên quan tới thiên giới, tất cả chỉ vì bảo vệ chính đạo thế gian. Về phần trộm kiếm để làm gì thì hắn lại không thể tiết lộ. 300 năm trước, tại phế đồ này, Như Lai và La Hầu từng có trận chiến. Đáng tiếc là chưa từng phân thắng bại. Như Lai cũng không hề muốn phân tranh một mất một còn. La Hầu đã quyết chiến hơn mười mấy ngày không ngủ nghỉ, bị thương khắp người. Hắn không phủ nhận việc La Hầu có thực lực càng đánh càng tăng. Như Lai cũng y nguyên có thực lực chiến đấu, vậy nhưng hắn lại muốn đàm phán. Ân oán giữa Atula và thiên giới đã kéo dài trăm ngàn năm. Hắn muốn biết liệu La Hầu đã từng nghĩ tới chuyện mở ra bế tắc này. Vô số lần giao chiến, hai bên đều phải trả giá thảm trọng, thù hận ngày càng lớn. Làm cho truyền thống hiếu sắc của Atula tộc ngày càng sâu thêm, thậm chí tự giết lẫn nhau. Tất cả những thứ này có thể thay đổi.
Những lời này làm cho La Hầu phải suy nghĩ. Từ lúc hắn xưng vương tới nay, thay đổi đã nhiều năm lại vẫn không thể thay đổi được Atula tộc một chút nào. Một tộc đàn không thể buông xuống thù hận thì sẽ bị thù hận chi phối. Nói là như vậy, nhưng muốn hóa giải thù hận thì lại khác. Ngoài trừ võ lực, còn có gì có thể hóa giải thù hận? Trở lại hiện tại, tuy La Hầu quý trọng Như Lai, nhưng không có nghĩa rằng hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho hành động vừa rồi. Thân làm Atula vương, hắn nhất định phải cho dân chúng một lời giải thích. Việc trước mắt là bắt giam Như Lai lại, nếu có định đào thoát, hắn nhất định sẽ tự mình đuổi giết. Sau khi đã an toàn rời đi, Tôn Ngộ Không liền đem quyển trục mà Như Lai đã giao cho xem xét, không ngờ bên trong quyển trục lại là một đạo thần hồn. Hắn trước tiên cảm ơn cậu vì đã đồng hành đi tới Atula quốc, vậy nhưng còn có hai chuyện khác phải nhờ cậu thay hắn đi hoàn thành. Biết bản thân mình đã bị lừa, Tôn Ngộ Không cũng thẳng thắn, cái tên Như Lai này đã nói là sẽ tiết lộ chân tướng của 16 năm về trước. Bây giờ mọi việc đã làm xong, bí mật còn chưa nói mà lại muốn nhờ vả thêm. Cậu tức giận cầm pho tượng lên, không ngờ kẻ này không phải là Như Lai mà là một người khác, hắn chỉ nhận nhiệm vụ truyền tin mà thôi. Về vấn đề mà Như Lai đại thần hứa đã nói, hắn cũng chỉ biết sơ sơ. Năm đó, lúc sư đồ bốn người thu hồi Vĩnh Hằng Chi Hỏa, Như Lai đang điều tra chân tướng thiên giới Sa Đoạp. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ nghe được tiếng gọi của Vĩnh Hằng Chi Hỏa là bởi vì nó cảm nhận được sự tồn tại của ám hồn. Về phần thanh kiếm của Đế Thích Thiên, lần này là Như Lai đại thần lấy thân mình hãm Atula quốc để làm cái giá đánh đổi. Việc Như Lai muốn nhờ vào là Tôn Ngộ Không hãy đi tới thiên giới đem kiếm giao cho Sát Tâm, nhất định phải giao trước mặt. Từ lời này tới xem, hiển nhiên là hắn rất tin tưởng vào Sát Tâm Quan Âm. Nghĩ tới cái tên đó, Tôn Ngộ Không lại cảm thấy rung mình, đồng thời cũng không quên trách mắng. Cái tên Như Lai này thế mà lại để cho mình đến nơi mình ghét nhất, gặp người không muốn gặp nhất. Nhưng mà 16 năm chưa tới đó rồi, vừa hay bây giờ đến đó đại náo một trận để bọn chúng chứng kiến thực lực chân chính của mình. Chuyên cảnh tới thiên giới, lúc này Sát Tâm Quan Âm đang diện kiến Đế Thích Thiên. Hắn đem hành tung đám người Đường Tam Tạng bẩm báo lại. Bọn họ bây giờ đã rời khỏi xã Ngưu Bảo đến tê liệt đại địa. Đế Thích Thiên nghe vậy liền yêu cầu Sát Tâm lui ra ngoài, những chuyện khác lão tự có an bài. Tiến vào trong mật thất, lão lập tức phân phó cho hai tên thuộc hạ bí ẩn truy đuổi đám người Đường Tam Tạng, cướp đoạt Vĩnh Hằng Chi Hỏa quay về. Về phía đám người Đường Tam Tạng, bọn họ vừa ngồi nghỉ ngơi, vừa tranh thủ chơi đùa. Vào ban đêm, tê liệt đại địa sẽ càng nguy hiểm. Để cho an toàn, Đường Tam Tạng quyết định sẽ đợi đến khi trời sáng rồi mới xuất phát. Trong lúc cả đám đang vui vẻ thì Ngạo Tuyết lại cảm thấy vô cùng phiền phức. Khi nghe Đường Tam Tạng hỏi thăm về chuyện ác chú bị hóa giải mà thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, Ngạo Tuyết liền cho biết hắn từng được gặp rồng độc nhất vô nhị, chú thuật nhỏ này có gì đáng ngại. Tử Vũ nghe được lời này liền hoảng sợ, trước đó nàng đã mơ được giấc mộng, tất cả mọi người đều bị một con rồng độc nhất vô nhị giết chết. Đường Tam Tạng cũng nghi ngờ, nếu ác chú đã bị hóa giải, thực lực lại tiến bộ, vậy thì còn không có lý do gì để quay lại đây. Lão muốn biết rốt cuộc Ngao Tuyết quay trở lại là muốn làm gì. Biết không thể nói rõ mọi chuyện được, Ngao Tuyết đành viện cớ rời đi. Dù không biết lý do, vậy nhưng Đường Tam Tạng cũng đã có đề phòng, lão lập tức nói ra ám hiệu với Sa Ngộ Tĩnh. Đến nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say, Ngao Tuyết cũng hành động. Mục đích của hắn là đem Tiểu Vũ giao cho Cổ Lồng, đáng tiếc là đúng lúc vừa định hành động thì đám yêu quái ở đây cũng đã trèo tới nơi. Buộc Ngao Tuyết đành phải chờ cơ hội khác bắt lấy Tiểu Vũ. Việc trước mắt là hô hào mọi người tỉnh dậy đối phó với đám yêu quái này. Nghe được lời kêu gọi, mọi người liền lập tức tỉnh dậy, sau đó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Và tới đây thì tập phim đã hết rồi, mọi người đón xem tập sau nhé. Nếu thấy video bổ ích, đừng quên để lại cho chúng mình xin một like và để lại ý kiến góp ý bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!